TSR mới nhất được update trên Twitter của Kaoru Gacha đã cho chúng ta thấy một rider hoàn toàn mới với spin-off riêng được chiếu trên TFC để versus với Common Rider Gacha. Kẻ đó mang tên Kaoru Legend. Chuyện cũng khá là thú vị, trong Kaoru Gacha chỉ mới có Gacha và tên phản diện Valrath. Chúng ta vẫn chưa hề hay có bất kỳ rider nào xuất hiện và đây lại là một spin-off riêng. Thường những spin-off này sẽ là về những rider ở sau sự kiện chính của series hoặc là những rider từ trước như trong series của Zio. Ít khi nào chúng ta lại có giới thiệu rider hoàn toàn mới. Và khi nhìn vào tạo hình của rider này, chúng ta biết tại sao họ lại dành một spin-off riêng. Kaoru Legend trong bộ sưu tập những lá chemi cạc của Gacha, giống như bao năm khác, từ thời kỳ của những Gaia Mori tới tận bây giờ, chúng ta sẽ luôn có những vật phẩm liên quan tới những rider tiền nhiệm. Và trong Gacha cũng có những Legend rider cạc tương tự như vậy. Cạc của rider sẽ có hình ảnh của họ cùng với biểu tượng linh vật họ sở hữu. Ví dụ như Kuga sẽ là bộ cánh cứng, Deno sẽ là tàu hỏa, Forzet sẽ là một chiếc tàu vũ trụ. Biểu tượng năng lượng của họ sẽ là 5. Và nếu kết hợp cùng với Gacha River, liệu có phải là hai chiếc Legend Rider cạc sẽ được tổng hợp quanh Gacha hay không? Mình thấy như vậy sẽ không hay lắm và Rider được tạo ra sẽ khá hỗn loạn. Gacha River là dung hợp hai lá cạc lại với nhau. Cần một Rider khác kích hoạt bằng Driver nhưng duy nhất chỉ sử dụng một chiếc cạc thì sẽ làm nên tên tuổi của họ. Làm như vậy sẽ để tạo hình của Rider vẫn được nguyên vẹn. Và kẻ đó đã xuất hiện với cái tên Legend, người mà hắn ta sở hữu hình dạng là Kaoru DK. Tạo hình thì bất đối xứng với tông màu vàng kim, một bên vẫn giữ những gương mặt của những tấm cạc dọc, bên còn lại sẽ là biểu tượng gợn sóng và một phần áo tròn cũng như gương mặt có phần biến đổi với biểu tượng gợn sóng. Chiếc driver của hắn ta là một chiếc driver có công dụng mở cổng, nhìn rất giống với Kaoru Beast trong Kaoru Wizard. Và một phần nào đó là chiếc Thousand Driver của Kaoru Thousand, một kẻ cũng có tông màu vàng kim giống với Kaoru Beast. Do là Kaoru Beast kết hợp với DK để tạo nên Rider Legend này, DK là biểu tượng của những tấm cạc. Hai rider trước trong thời đại Heisei cũng mang trong mình sức mạnh của những tấm cạc là Black và Ryuki. Ryuki là tận dụng sức mạnh Mirror Monster, cũng như Black là bộ bài tay, là những yếu tố khá thông dụng. Chỉ có DK là sự riêng biệt liên quan tới Kaoru và độ nổi tiếng của anh ấy. Việc DK được tạo hình chính của Legend cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Còn về phần Kaoru Beast, những người còn lại trong phe giả kim vực sư đều sử dụng những chiếc nhẫn giả kim. Điều này quá liên quan tới sức mạnh Wizard Ring, Kaoru Wizard. Và sử dụng lại Wizard Driver mình nghĩ không hay lắm nên họ sẽ chế lại từ chiếc Driver của Second Rider trong series Wizard. Để thể hiện rõ hơn điều này, chúng ta sẽ có tấm cạc 10 sao với sức mạnh tối thượng của Kaoru Legend. Anh ấy sẽ triệu hồi đến một con sư tử với nguồn năng lượng khổng lồ đang tích tụ từ nó. Dẫn xung quanh chiếc bom sư tử sẽ được tạo những tấm cạc với biểu tượng mũi tên của Gacha và nguồn năng lượng khổng lồ màu vàng đang tích tụ. Biểu tượng sư tử chắc chúng ta cũng không thể nào quên biểu tượng chính của Chimera từ Kaoru Beast, đó là Lion. Mình cũng đã nói sơ bộ về tạo hình của Kaoru này rồi. Vậy liệu hắn ta sẽ sử dụng những Legend Rider cạc để làm gì? Triệu hồi đến Chemi kết hợp như Gacha và bộ giáp mà hắn ta có tạo hình riêng biệt là kết hợp với DK cho hợp thời hơn so với DK năm 2009. Còn việc tạo ra vũ khí thì Valrath đã làm rồi. Có khả năng thì hắn ta sẽ lại thả những Legend Rider cạc cho Gacha thu thập và cuối cùng mới lộ diện bằng tấm Legend Rider cạc cuối cùng của DK để chuyển hóa và có màn đụng độ với lại Gacha. Và điều mong chờ nhất của các bạn về Kaoru này là gì? Hắn ta có khả năng biến hình thành những Rider cũ, tạo những chemi liên quan đến những rider đó, hay anh ta phải là Kaidoya Tsukasa Inoue thì các bạn mới cảm thấy thật sự thỏa mãn. Điều các bạn mong chờ là gì? Hãy comment phía dưới giúp mình nha. Chúng ta sẽ biết được sự thật vào tháng 11 này. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanks for watching. Hẹn gặp lại.